Sáng ngày 3 tháng 10, Ban dân tộc tỉnh tổ chức hội nghị vinh danh khen thưởng các nghệ nhân, cá nhân, hộ gia đình, cơ sở nghề có nhiều thành tích trong việc bảo tồn và phát huy giá trị nghề truyền thống năm 2024. Xác định công tác bảo tồn và phát huy giá trị nghề truyền thống là một trong những nội dung quan trọng trong nhiệm vụ bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc các dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn. Những năm qua các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể trong tỉnh luôn quan tâm và có nhiều giải pháp cổ vũ, động viên các nghệ nhân và người dân trong tỉnh, khôi phục, giữ gìn và phát triển các nghề truyền thống. Năm 2022, tỉnh ủy đã ban hành nghị quyết số 08 về bảo tồn và phát huy giá trị nghề truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ tỉnh Con Tum đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 trong đó xác định mục tiêu đến năm 2025 tiếp tục khôi phục, bảo tồn, lưu giữ, bí quyết, nghề nghiệp, phát huy giá trị văn hóa đối với 9 nghề truyền thống của tỉnh là dệt thổ cẩm, đan lát, làm rượu cần, chế tác nhạc cụ, âm nhạc truyền thống, nghề rèn, gốm, tạc tượng, đẽo thuyền độc mộc và làm nỏ. Trong đó chú trọng đẩy mạnh thương mại hóa đối với 4 nghề chính là dệt thổ cẩm, đan lát, làm rượu cần và chế tác nhạc cụ, âm nhạc truyền thống. Để thực hiện mục tiêu nghị quyết 08 của tỉnh ủy, ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, những năm qua các địa phương, các ngành liên quan đã tổ chức được 34 lớp truyền dạy các nghề truyền thống cho lớp trẻ, thành lập 10 tổ liên kết, 9 tổ hợp tác phát triển nghề truyền thống, tạo điều kiện hỗ trợ các nghệ nhân, tổ hợp tác, cơ sở nghề truyền thống quảng bá, giới thiệu tiêu thụ sản phẩm. Qua đó, xuất hiện những tấm gương điển hình có nhiều thành tích trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị nghề truyền thống các dân tộc thiểu số trên địa bàn. Trong năm 2023 có 29 nghệ nhân cá nhân được Ủy ban dân tỉnh và Ban dân tộc tỉnh vinh danh khen thưởng. Tại hội nghị vinh danh năm nay có 6 nghệ nhân cá nhân, cơ sở nghề được Ủy ban dân tỉnh tặng bằng khen và 25 nghệ nhân cá nhân hộ gia đình được ban dân tộc tỉnh khen vì có nhiều thành tích trong công tác bảo tồn phát huy giá trị nghề truyền thống các dân tộc thiểu số tại chỗ đây là dịp để cổ vũ động viên các nghệ nhân cá nhân các cơ sở nghề trong tỉnh tiếp tục phát huy phát triển các nghề truyền thống trong thời gian tới